Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh Hoàng Long HD. Tôi đây Hoàng Long HD, thì hôm nay chúng ta cùng nhau bước vào bài review như trước đã nói. Thật ra tôi lặn một lúc khá lâu, giờ tôi đã ngồi lại. Trước tôi đã nói là tôi sẽ review con này. Số tiếp theo. Thì đây, hôm nay tôi sẽ review con bay đặc biệt. Đó, kêu con này rất là đặc biệt. Đó, con bay này có mã số là B195 Prominence Valkyrie Over Atomic Dash Zero. Cái điểm khác biệt thì kích cỡ thì cái hộp này nó không khác gì là mấy cái hộp trước, giống như kiểu mấy hộp đơn giống như Vanish Fafnir, Guilty Longinus, Dynamite Belial, Greatest Raphael, Ultimate Valkyrie. Nó kích cỡ nó giống hết mấy cái hộp đấy thì nó là bay riêng và hoặc là giống mấy hộp random, tại vì nó cũng chỉ là hộp bay và vì không có máy không quay, không có launcher. Hãy các bạn chú ý nhé, nếu các bạn mua thì hãy nhớ rằng là mua bộ có launcher, hoặc là các bạn mua launcher trước mà máy không quay trước rồi bạn mua quay sau, hoặc là bạn mua con quay trước xong rồi bạn mua đồng thời bạn mua cả con quay lẫn cả con với cả máy không quay nữa thì mới chơi được. Còn nếu như các bạn mua hộp này và các bạn đang thắc mắc rằng nó không có máy không quay ấy, thì đương nhiên rồi, nó chỉ có con quay thôi, không có máy không quay. Về phần hộp thì nó vẫn thế, khác biệt đôi chút thì là về màu sắc, nó sẽ là màu đỏ thay vì là màu trắng, hay là vì màu trắng xanh, trắng đen, đen trắng, thì cái này là màu đỏ thay vì màu vàng. Đó, cái này là màu đỏ, trông rất là đặc biệt. Và không phải, và con bay này không thuộc về nhân vật nào cả, nó do hai người tạo ra. Cái combo này nó chính xác là một combo chứ không phải là một con bay riêng này, hay là một con bay xuất hiện cho một nhân vật nào cả. Nó là chính xác là đây là một combo mà do hai người này tạo ra, đó chính là con bay do hai người này tạo ra. Đó, chính xác là như thế. Còn về phần còn lại thì nó không có gì nhiều cả, nó giống như các con bay khác thôi, không có gì nhiều cả. Chúng ta cũng sẽ cùng nhau vào phần tổng tổng quát con bay tổng thể đó. Đây là cái Dynamite Core Valkyrie, chính xác Valkyrie 1. Tôi nói 1 tại vì sao? Tại vì con Valkyrie Ultimate Valkyrie trước tôi nói đó là con đó, cái chip nó cái core này là cái Dynamite Core thứ hai, Valkyrie 2, đây là Valkyrie 1. Thì điểm khác biệt giết ở đây là gì? Điểm khác biệt con của cái Valkyrie 1 này và cái chip Valkyrie 1, Core Valkyrie 1 kia, nó điểm khác nhau giết ở đây là gì? Điểm khác nhau là gì? Đó chính là về mặt màu sắc. Tới giờ nhìn vắt là biết ngay là màu sắc nó khác đúng không? Và phần hình dáng nữa. Đó, nếu như con Valkyrie Savior Valkyrie nó có cái phần cái sticker này là một phần khá là mỏng dễ đứt, thì riêng thì còn đến con Valkyrie này thì nó là một miếng rắn khá là to. Đó, phần bên ngoài trong suốt, còn điểm mỗi vạch màu vàng bên ở giữa là một vạch màu vàng, nó để dán vào thôi. Nó không phải là một hình rắn mỏng manh, một hình rắn bé mà nó một hình rắn hình như này, một hình rắn trông như này, bao phủ từ đây lên đây. Còn phần nổi bật thì nó sẽ là một phần màu vàng để dính vào, để khi mọi người dán vào thì mọi người dán làm sao cho cái phần màu vàng nó dính vào cái phần khe ấy, phần lằn này, này để tạo trông đẹp hơn. Còn lại thì không có gì cả, nhưng mà điều đặc biệt khá là hay tích của con Valkyrie này thì cái lò xo nó bắt đầu nó sẽ kiểu sẽ ổn hơn rất là nhiều. Con Valkyrie, Savior Valkyrie nó khá là dễ burst vì cái lò xo nó khá là yếu, phần chip, phần core chip này nó Dynamite, chip phải Dynamite core của nó khá là yếu, thế nên là nó rất là dễ burst. Nhưng mà đến con này thì lại khác, cái phần lò xo của cái con hoặc là cái chim này nó lại rất là hoàn hảo, nó rất là mạnh hơn một tí và nó không bị đấy, nó không bị chơi, nó không dễ bị nổ như con Valkyrie trước. Tiếp theo là phần cả là phần blade, đúng vậy, phần blade ở đây là Prominence, nhìn quen thuộc rồi đúng không? Thì đương nhiên rồi, nó xuất hiện đầu tiên, bản gốc của nó là phần màu đỏ, nó xuất hiện đầu tiên đến từ con Prominence Phoenix. Và đây chỉ là bản làm lại và là bản
khác màu lại thôi, chứ nó cũng chức năng của nó cũng không khác gì cả, trông đẹp hơn. Cái phần nếu các bạn nào muốn biết giờ, nếu các bạn nào muốn biết chi tiết về cái ring, về cái Blade Prominence này thì các bạn có thể quay về video cũ của tôi, về video về cái Prominence Phoenix Trip Universe Medal để làm thế nữa để xem và review, nghe xem tôi review chi tiết này. Được rồi, Armor số 0 xuất hiện lần đầu tiên tại con Astro's Regan. Vâng, điểm đặc biệt thứ hai trong cái bộ này không phải là hình về hình dáng, mà là nó về mặt là cái armor này sẽ không có sticker. Chính xác là không có sticker, không sticker cho cái armor này cả, nó sẽ để không này luôn. Trông nó cũng rất là đẹp, cho nên là dù để không hay dán sticker vào thì nó vẫn rất là đẹp, nên là tôi không ý kiến về vấn đề này. Nên nếu các bạn nào mua về thì các bạn cảm thấy thiếu thì đúng rồi, thì thiếu chỗ này này, thiếu phần sticker để của cái armor này, chứ không thiếu gì cả. Vâng, tiếp theo lại là cái Dix Over. Tôi đã nói như nào rồi nhỉ? Không phải là tôi đã nói như nào, mà như tôi đã nói thì cái Dix Over được khá là ưa chuộng trong những cái combo tấn công, phòng thủ, cân bằng, thậm chí là bền bỉ nữa. Sau cái Dix này, là một cùng một cái Dix nữa, Dix Giga cũng rất là ưa chuộng để tạo ra những combo tấn công, cân bằng, phòng thủ hay bền bỉ. Vì hai cái Dix này nó nặng, rất là nặng, không phải là rất là nặng mà khá là nặng, nặng hơn cái Dix bình thường. Ví dụ như cái Dix này sơ vào đi thì nó rất là nhẹ, sơ vào thôi chúng ta mới hiểu nó nhẹ rồi, nhưng mà cái Dix Over này loại nặng, khá là nặng hơn, nhỉnh hơn cái Dix Nessus một tí. Thật ra là rất nhiều. Đó, cái tiếng đập này nó còn, cái tiếng đập của cái Dix Over nó còn kinh hơn cái tiếng đập của Dix Nessus. Tiếp theo, Driver Atomic Dash. Thôi sẽ không kể về nguồn gốc cái này, thì nó sẽ khá là rối rắm. Thì cái ưu điểm cái này thì nó không có nhược điểm rồi. Cái ưu điểm, nó có rất nhiều ưu điểm. Cái ưu điểm ở đây là cái ưu điểm nhất là nó là để dash, nó rất là cứng. Đó, ưu điểm thứ hai, nó cũng là một cái phát khá là hay, là trong cái Dix, trong cái driver này thì cái lò xo nó sử dụng không phải là cái lò xo màu bạc bình thường, mà nó là lò xo màu vàng. Đó, cái lò xo màu vàng. Đó, không biết các bạn thấy không, nhưng mà có thể lấy le lói màu vàng vàng trong cái lò xo này. Cái thứ ba là cái phần này. Đó, phần viên bi này, free spin. Và phần hiền của nó cũng là free spin node. Quay tự do luôn, cả hai bên quay tự do hết. Nên là khi mà các bạn phóng lên giường thì nó đương nhiên là nó sẽ quay lâu hơn với các con bay khác, bởi vì kia phóng lên giường con bay khác, cái driver các con bay khác nó không free spin, không có tự do, thế nên là nó bị cái giường nó bám lại, được khiến cho nó ngưng quay luôn. Nhưng mà một số driver giống kiểu này, chứ có chức năng quay tự do giống của con giống cái Atomics này, thì nó lại có thể quay trên giường lâu hơn, rất là lâu. Tổng kết lại, con bay này rất là đẹp. Đó, lò xo đây đúng không? Nó khác con Savior nhiều. Nếu các bạn mua Savior rồi và các bạn chơi được khoảng lâu rồi, đây tôi cũng mua con này và chơi được khoảng khá là dài rồi, lò xo nó rất là khác. Đôi khi nó sẽ bị kẹt như này, đôi khi nó bị mất một click mà như này. Con Savior và cái đi đầu tiên nó cũng như thế thôi, nó cũng như kiểu này. Sau khi mà chơi thời gian lâu thì nó bắt đầu dễ nổ hơn. Tổng kết lại thì cái về phần màu sắc, về phần phối màu rất là đẹp. Bạn có thể làm bất cứ cái combo nào như này. Đối với tôi đã nói bay biết là vô hại. Bạn có thể chế bất kỳ combo này, bạn có thể chế là con Prominence Phoenix mà giống phiên bản dead hơn nữa. Bạn có thể khiến lấy cái chip của con Valkyrie này, bạn lắp vào combo màu đỏ khác, rồi bạn lắp vào Astro quay phải cũng rất là đẹp.
có lắp vào cái blade Dynamite Valkyrie đèn đỏ cũng rất là đẹp, nó không có gì bàn cãi cả. Atomic về phần over đi, với cả Zero thì nó không cần gì về bàn cãi thật, tại vì nó rất là xịn, cực kỳ xịn và nó khá là, nó khiến cho con bay khá cho có vẻ khá là nặng, không có cân bằng được cái việc cân bằng con quay cách dễ dàng. Còn Atomic thì sao? Đây là một đế defense khá là tốt. Tôi cũng không phải là cái nào không tôi tại sao tôi lại cái này không phải tốt nhất, mà vì có rất nhiều cái driver khác có thể tốt hơn cái Atomic này, cũng như là có khá là nhiều các driver khác cũng tốt, không cái gì là tốt nhất cả, mỗi cái đều có cái tốt riêng. Thì một combo này rất là hay nếu để mà chơi để mang ở đâu. Giá thì nó không tầm một triệu đâu, khoảng tầm dưới 500, không vui vẻ nào cả. Nhưng mà nếu như các bạn muốn thì các bạn có thể mua về chơi cũng được, không sao cả. Tạm biệt các bạn. Vào video tới tôi sẽ review con Bay. Không phải là nó không giống như kiểu là một thương hiệu của tôi hay là cái gì cả. Nó chỉ đơn giản là con Bay, tên của nó là cái con Bay này nó đã đồng hành cùng tôi khá là lâu. Cái đồng hành cùng tôi qua từng thời kỳ, từ Burst này, God này, Chozetsu này, Gatinko này, Spooking này, và Dynamite. Có bay đó. Kỳ sau đó chính là con Spriggan, đã đồng hành cùng tôi khá lâu rồi. Tất cả các loại Spriggan. Thời gian này nói chung thì đúng là con Spriggan đồng hành cùng tôi lâu thật. Nhưng mà để nói con đồng hành cùng tôi lâu nhất thì chính là con Storm Spriggan. Nhưng vì đây là đang là một series Dynamite, tôi sẽ review, kỳ sau tôi sẽ review con Astro Spriggan cho các bạn. Ok, tạm biệt các bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tới. Bye bye.